Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung. Hôm nay em lên sóng trên một mẫu xe của Mỹ anh em ha. Con này là con Ford Focus số tự động, sản xuất năm 2008, bản đủ nhất anh em ha. Đó, có cửa sổ trời này, phanh tay điện tử nè em. Đó, xe cũng lên màn hình cam lùi, cam hình trình đầy đủ hết rồi. Xe thì có nước sơn màu đen anh em ha. Đèn rất là bóng, rất là đẹp. Đèn đuốc anh em thấy phía trước này vẫn còn rất là sáng, liền lạc anh em. Ở trong dòng Focus này thì đi nó rất là đầm anh em. Đi rất là đầm, êm ái, cách âm tốt, chạy cũng rất là ngon anh em ha. Đấy, động cơ 2.0 chạy cũng rất là bốc anh em, bốc ngon lắm. Đấy, lên gương cặp điện, có xi nhan gương cặp điện luôn này. Đấy, rất là đẹp anh em. Anh em mình mua về có đổ xăng là đi thôi. Con này xe em nó chết tết rồi, tất cả mọi thứ rồi anh em ha. Không đâm đụng, không ngập nước nha anh em. Xe có nước sơn màu đen bóng rất là đẹp, số tự động nha anh em. Đấy, Ford Focus 208 số tự động, bản đủ cửa nóc. Đấy, có tích hợp vô lăng này, rồi phanh tay điện tử này. Đấy, hai túi khí hai bên, gương kính bấm điện chỉnh điện hoạt động tốt anh em ha. Sơn xi bên ngoài nói chung rất là bóng, rất là đẹp rồi. Anh em mua về cũng có đổ xăng ra đi thôi. Xe thì em cũng kiểm tra thay nhớt, thay nước, làm mát rồi, đầy đủ cho anh em hết rồi nha. Đấy, anh em về cũng không phải tốn thêm tiền thay nhớt, thay nước gì đâu. Anh em mua con này về cũng đổ xăng ra đi thôi. Xe cũng kiểm tra kỹ rồi. Thì đến tháng 6 năm 2025 anh em. Tháng rất là dài luôn. Bữa nay mới có tháng 8 mà. Tháng 8 2024 mà, còn tới 10 tháng nữa anh em ha. Xe này khá 1 năm anh em, khá 1 năm đến năm 2028 là nó sẽ xuống 6 tháng. Đấy, cứ xe hơi thì 20 năm đầu là khá 1 năm anh em ha. Đấy, còn lại là sẽ qua 20 năm là sẽ xuống 6 tháng. Vùng dáng xe thì cũng còn rất là đẹp. Dòng này được cái nó đi nó đầm anh em, đầm lắm. Anh em mà từng chạy Focus rồi sẽ biết. Nó đầm, nó cách âm tốt, đi nó êm ái, ra đường càng bằng là đi nó càng sướng anh em. Đấy, nội thất bên trong thì cũng rất là đẹp anh em ha. Nội thất bên trong thì là cái da màu đen hai màu. Đấy, có cửa sổ trời này nè. Đấy, cửa sổ trời đầy đủ anh em ha. Tấp bì tấp lùa có mạ vừng gỗ này rất là đẹp anh em. Đó, tấp bì tấp lùa còn đẹp ha. Cột kèo kêu chỉ là nguyên bản 100%, không đâm đụng, không tai nạn ngập nước anh em. Xe thì có sàn 5D rồi, sàn 5D thảm dấu bụi rồi hết rồi. Đấy, lề cửa nách cửa là còn ốc tán nó còn nguyên hết, chưa có dấu mỡ nha anh em. Đấy, có cruise control ga tự động này, rồi có tích hợp vô lăng này. Đấy, nói chung con này thì option cũng đầy đủ lắm anh em. Đấy, option cũng đầy đủ lắm, số tự động anh em ha. Số tự động nhảy ngọt ngào, nhảy mượt anh em, không lỗi máy lỗi số nha anh em. Đấy, tắp bi tắp lô thì xe rất là đẹp này. Xe thì chủ người ta cũng đầu tư cái bộ loa này anh em ha. Đấy, hai bộ loa hai bên nghe đưa ra cái âm thanh rất là hay luôn anh em. Đấy, máy móc thì nhích cái nổ thôi. Con này động cơ rất là ngon anh em mình mua về có đủ xăng ở đi thôi. Vô lăng tay lái trở lực rất là nhẹ nhàng anh em. Đấy, cái tay em nó hơi trơn tí. Gương kính lên xuống bấm điện này, dán phim cách nhiệt hết rồi anh em ơi. Gương gập điện này. Đó, ra gặp vào là ngon lành luôn anh em ha. Gương hai bên gặp ra gặp vào là chuẩn chỉ hết luôn. Đấy, có xi nhan gương nào đầy đủ này. Đó, gương kính bấm lên bấm xuống ngon lành lắm. Nói chung con này nội thất rất là đẹp anh em, nội thất rất là liền lạc luôn. Đấy, dán phim cách nhiệt quanh xe hết rồi anh em ha. Hộp số tự động này, có phanh tay điện tử này mà, 2.8 có phanh tay điện tử này. Đó, nhiều xe mà 600-700 triệu giờ đời mới giờ mà nó cũng chưa có trang bị phanh tay điện tử nên nhiều có còn phải giật cơ lên. Đó, như con này 2.8 là trang bị phanh tay điện tử này, auto hold này. Auto hold này là khi mà anh em dừng đèn đỏ anh em nhắm cái chân phanh mà mạnh tí là nó sẽ giữ cái phanh lại cho anh em. Khi nào anh em đề ba thì anh em đạp cái chân ga thôi. Đó, hoặc là anh em muốn lên mấy cái dốc vừa là anh em nhấn cái chân phanh là nó giữ phanh lại. Xong khi nào anh em đề ba là anh em chỉ cần giảm ga thôi. Đó, rất là thuận tiện luôn. Cam hành trình này, cam lùi đầy đủ anh em ha. Đấy, cam đeo lùi này ha, đầy đủ xịn sò đầy đủ anh em ha. Đó, cái chung xe thì rất là liền lạc, rất là đẹp. Mọi thứ chức năng trong xe, vô lăng anh em thấy này, vô lăng còn rất là mới này. Vô lăng này 2.8 nha, và đi con này đi khá ít nên là đồ đạc cho anh xe, trong xe còn chất lượng lắm em, còn ok lắm. Màn hình Android này. Đó, như một cái điện thoại di động thôi, đơn giản. Đó, tắp lô tắp bi đẹp hết nha anh em. Hai túi khí hai bên. Đó, nội thất máy lạnh điều hòa mát rượi anh em ha. Cửa sổ trời này, cửa sổ trời còn hoạt động mà tốt hết nha anh em, hoạt động xài ok hết. 158 triệu thôi anh em, bao phí vận chuyển nha anh em, mà xem xe chạy về có bớt phí nha anh em. Đấy, cái này đèn đốt đầy đủ này. Đó, anh em thấy không, ok hết nha. Để thì tay đóng này ok hết này. Đó, rộng rãi nha em ha. Đây, trong đây thì có cốc để ly rồi này. Đây có phanh tay điện tử, số tự động, có số tay anh em, anh em muốn đi số tay đi.
Hả? Số tự động nhảy ngọt ngào nhẹ nhàng. Xe đi nói chung em ru, trơn tru cách âm tốt. Mọi thứ chức năng theo xe thì vẫn còn ok hết anh em ha. Không có đâm đụng, không ngập nước. Giá tiền thì cũng rất là hợp lý thôi, 158 triệu thôi anh em. Đấy. Mà có được một con xe sedan của Mỹ đi rất là êm ái, cách âm tốt. Đấy, option này cũng đầy đủ rồi. Và đặc biệt là hàng ghế sau có cửa gió điều hòa đằng sau này. Đấy, hiện tại rất là ít xe mà cùng phân khúc nó có cửa gió điều hòa đằng sau. Đấy. Xe này nó trang bị như vậy là quá ok rồi anh em ơi. Đây có cái bệ tỳ tay này. Bệ tỳ tay bỏ nước trong đây ha. Nội thất đằng sau cũng rộng rãi lắm, dòng này xe cũng Mỹ mà anh em, nó rộng rãi lắm. Người Mỹ thì anh em biết rồi. Toàn là 1m7, 1m8 rồi trở lên không à. Đó. Nên là cái xe người ta cũng phải rộng hơn là những cái xe của Nhật hay là của Hàn. Nên là anh em yên tâm về cái vấn đề ngồi rộng rãi. Rộng rãi thì thôi, cái dàn xe của Mỹ thì nó rất là rộng rồi. Đó, anh em yên tâm. Đó, cốt kiếp đằng sau là còn nguyên zin hết, không đâm đụng, không ngập nước anh em ha. Xe thì em bao cho anh em test thử thoải mái, chạy thử thoải mái và xem xe chạy thử thoải mái anh em ha. Đó. Xe thì cam kết không đâm đụng, ngập nước này, rồi có đội lốp xe cua đụng đầy đủ ở đây này. Nói chung mọi thứ là cũng khá là nghiêm chỉnh rồi. Đó. Lề cửa nó cửa còn đẹp hết. Giá tiền thì 158 triệu thôi. Đấy. Hợp lý phải không em? Hợp lý lắm. Số tự động mà có cửa sổ trời đồ, xe cũng Mỹ nữa, phanh tay điện tử rồi này. Và đặc biệt là đi đầm, đằng sau có cái rèm anh em ha, rèm che nắng này, có cái đèn này. Đấy. Nói chung mọi thứ thì xe vẫn còn khá là ok. Đó. Anh em mình mua về con này cũng có đổ xăng ở đây thôi. Đấy. Mới phải làm gì thêm anh em ha. Đó. Thất tấp bi tấp lô rất là đẹp cho anh em mua về có đổ xăng ở đây thôi. Tấp bi tấp lô mọi thứ trong xe hoàn chỉnh lắm em. Thất là toàn da rồi không ạ. Cách tông tốt, máy lạnh mát. Đó. Sình trong xe. Con này mở capo cái đập là phải rút chìa khóa nha em, rút chìa khóa ra. Ở trong cái logo này nó có một cái ổ này cắm rồi nè. Nó không có như những xe khác, người ta giật lấy. Còn xe này phải rút chìa khóa cắm vô. Lắc qua trái thì lắc qua phải. Là bắt đầu phải bắt đầu mới mở capo lên được anh em ha. Hướng dẫn cho anh em luôn. Đấy. Xong anh em làm xong thao tác anh em đóng cái logo lại thôi. Đấy. Đó. Máy móc thì rất là nổ, rất là êm. Đấy. Không kêu cam, kêu cò, không đổ hơi nha anh em. Cầu kèo capo đây. Nguyên xi hết nha nè. Máy móc thì con này nổ em ru à. Nổ đứng hình luôn á. Nước cũng thay nước làm mát rồi, xịn rồi, nhớt nhớt cũng đầy đủ. Cầu kèo xương dần em coi đầy đủ hết rồi nè. Không đâm đụng ngập nước nha. Đấy. Tuy là xe cũ 2008 thôi nhưng mà cầu kèo chỉ là còn riêng hết nè. Riêng không mất phần kèo chỉ nữa đó. Nói chung con này cọp lắm. Đấy. Máy thì 2.0. Số tự động chạy rất là ngọt, rất là bốc luôn. Đấy. Cho anh em một cái cảm giác tăng tốc rất là phấn khích nha. Đó. 2.0 số tự động thì nó uống nó tầm là 8 đến 9 lít anh em ha. Đấy, nói chung cũng vừa phải. Cũng khá là hợp lý. Đó. Bởi vì con xe này cái xác nó khá là nặng anh em, nó khá là nặng. Vì vậy nên là em mới nói là xe nó đi rất là đầm. Đó. Nó nặng đi nó đầm. Gầm bệ em quay cho anh em coi gầm đẹp lắm. Đó, gầm bệ xuất sắc anh em ha. Đó. Gầm là gầm riêng của nó nha anh em, đấy gầm riêng của nó. Đó. Nó hơi dơ tí rồi, còn lại không mục mọt em. Đồng đĩa con này nó cứng lắm anh. Đồng sơn con này nó cứng cáp lắm, không có nó dễ mục được đâu. Này. Đó, gầm nó xong anh em thấy. Anh em thấy người ta làm một cái lớp cách âm nó kỳ không? Đấy. Nhìn nó nhăn nheo, nhìn cái tướng là làm lại lô nhưng mà thực ra là riêng đó nè. Đấy. Cái lớp cấp âm riêng của xe đó. Đó, nên nhìn nó nhăn nheo vậy đó. Đó. Nó xe Mỹ thì nó cũng phải đập phong em khác tí. Đó, nhiều xe nó làm cái đó bằng phẳng đẹp, nhưng mà nhìn nó là nhăn nhiều lắm. Nhưng mà cái đó là riêng đó anh em. Đấy. Ford Focus 208 số tự động anh em ha. Khám đến tháng 6 năm 2025 nha anh em. Có cửa sổ trời đầy đủ hết rồi. Đèn đủ trước cái sáng trưng là đẹp hết này. Đó, giá tiền hợp lý, máy xăng. Đấy. 8 đến 9 lít thôi. Anh em nào cần thì alo ngay cho em ha. Giá tiền rất là hợp lý rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em nhiều hơn nhé.